Chào các bạn, cùng nhau quay trở lại với Given. Được một khoảng thời gian rồi khi mà Windows 11 ra mắt, đúng chưa? Đấy, và cái câu chuyện đó không phải là gì, nhưng mà chúng ta thấy đi, những người mà đang có code bản quyền Windows 10, khi các bạn update lên Windows 11 thì nó sẽ tự động nhận cái code đó và nó sẽ xác nhận là Windows đã activated, tức là đã được kích hoạt, đúng không? Vậy thì cái câu chuyện nằm ở chỗ là kể cả là người dùng họ không có cây bản quyền thì họ vẫn có thể sử dụng với cái chế độ trial y chang như cho Windows 10, đúng không? Vậy thì tại vì sao Windows 11 nó lại free? Và cái ẩn ý đằng sau Microsoft là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và chia sẻ những cái lý do đó nha. Lý do đầu tiên đó chính là Microsoft hiện tại đang gặp những cái sự cạnh tranh gay gắt đến từ rất nhiều ông hàng xóm khác. Các bạn có thấy không? Mình thì mình nghĩ nha, sẽ có một cái giả thuyết mình không chắc nữa, tại vì mình không có được một cái máy sử dụng Windows 7 mà được active key bản quyền, nên là mình không chắc là bây giờ các bạn đang sử dụng Windows 7 mà có key bản quyền thì các bạn có được lên Windows 11 free cũng như là Windows 11 mà tự động nhận code hay không, thì cái này mình không chắc. Nhưng mà nếu như nói về cái vấn đề là những ông hàng xóm đó hoặc là những người mà đang cạnh tranh với Microsoft là ai, thì chúng ta có thể thấy nè, Chrome, Google, đúng không? Chrome OS, đúng không? Apple, chúng ta có Mac OS, rồi những cái hệ điều hành free khác, chẳng hạn là Ubuntu, rồi những cái hệ điều hành Linux, vân vân, thì đang là một trong số những cái đối thủ nặng ký của Microsoft ngay thời điểm này. Và cái việc mà càng ngày người ta càng muốn sử dụng những cái OS mà nó theo dạng triết lý minimalism, tức là nó gọn nhẹ, nó không cần quá nhiều tính năng, đôi khi sau này người ta cũng không còn chơi game nhiều nữa thì người ta cũng sẽ chuyển qua những cái hệ điều hành đó, chẳng hạn như là Mac OS chẳng hạn. Cái việc mà thao tác sử dụng nó rất là đơn giản, không phải là phải ấn vô cái file setup.exe để mà cài vân vân nữa, mà đơn giản là người dùng Mac OS người ta chỉ cần là kéo thả vào trong cái store của mình và nó sẽ tự động automatic nó install hết tất cả mọi thứ. Thì đó là những cái mà người dùng càng ngày càng sử dụng mà muốn sử dụng rất là nhiều. Cho nên là cái đối tượng người dùng này họ đã bỏ Microsoft đi một khoảng thời gian rất là lâu, và ngay bây giờ thì Microsoft có vẻ như là đang muốn kéo lại cái tệp khách hàng này trở về phía mình. Đấy, và đây là một cái mình thấy rất hay khi Microsoft họ dần dần họ nhận ra là cái mà họ bán cho người dùng không phải là cái bản quyền của hệ điều hành nữa, mà họ nên bán cho người dùng những cái giá trị cộng thêm, từ đó hình thành một cái hệ sinh thái người ta gọi là ecosystem, để giúp cho người dùng có một cái trải nghiệm tối ưu về tất cả mọi mặt. Chẳng hạn như gần đây đi, các bạn thấy nè, Microsoft khi mà họ tung ra Windows 11 thì họ có hứa hẹn rất là nhiều cái liên quan đến những cái hệ thống gaming tốt hơn, hiệu năng gaming tốt hơn, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến sử dụng những cái thiết bị mà chẳng hạn như là bút vẽ vân vân, nó sẽ được mượt mà hơn. Thì đó, họ đang muốn hình thành một cái hệ thống ecosystem một cách hoàn chỉnh, thì cái mà họ nên làm đó chính là free Windows cho người dùng đi. Và các bạn có biết không, nếu như chúng ta nói về cái câu chuyện vậy thì mấy cái công ty bây giờ nó đang lấy tiền người dùng từ gì, tại sao phải hình thành một cái hệ thống ecosystem một cách hoàn chỉnh để làm chi? Thì thật ra nha các bạn, đây, theo một cái báo cáo tài chính của công ty Alphabet, là công ty mẹ Google á các bạn ha, một cái công ty mà chẳng có lạ lẫm gì đối với Google Search hoặc là Android hoặc là Chrome OS cả, ai cũng sẽ biết cái công ty này thôi. Thì họ báo cáo gì? Thì đến hết 2020, tổng thu nhập của họ đã lên đến con số là 182,53 tỷ USD. Các bạn thấy nghịch lý không? Trong khi tất cả những cái họ cung cấp đều là free. Chrome OS, đúng không? Google Chrome, đúng không? Google Search, và tất cả đều miễn phí. Ủa vậy thì họ lấy tiền từ đâu? Họ lấy tiền từ data các bạn. Đúng không? Khi các bạn làm nên một cái hệ thống ecosystem hoàn chỉnh, các bạn nhốt người dùng của bạn ở trong đó và gán và dính họ ở trong đó với những cái 7 service của các bạn. Chẳng hạn như gì? Google Drive, đúng không? Chẳng hạn như những cái giá trị cộng thêm, hệ thống cộng thêm, rồi Google Photo, rồi Google Map và rất là nhiều cái. Và nó khiến cho người dùng họ không thể rời bỏ cái hệ sinh thái đó được. Và đó là cái mà Apple đang làm rất là hay. Chrome hiện tại cũng đang làm và dần dần theo cái bước đó. Nhưng Microsoft đang là cái nhà rất là tụt hậu. Các bạn có để ý không? Cho nên là mình hỏi thử các bạn, có mấy ai sử dụng cái trình search của Bing Microsoft không? Mình toàn xài Google Search thôi, mình nghĩ là các bạn cũng vậy. Cho nên là bây giờ cái ecosystem là cái giá trị mục tiêu mà Microsoft đang muốn theo đuổi. Vậy nên họ bắt buộc phải free OS ngay từ bây giờ. Và cái cách làm của Microsoft hiện tại mình thấy trong khoảng thời gian ngắn gần đây thôi, các bạn có thể thấy là họ đang làm những công tác truyền thông đang rất là mạnh mẽ. Chẳng hạn như cái chuyện là ngay từ ban đầu Microsoft kêu là Windows 10 sẽ là phiên bản Windows cuối cùng, sẽ không có phiên bản Windows mới hơn. Và đó thậm chí là cái lời truyền thông từ chính Microsoft, và thậm chí là những anh em làm Microsoft tại Việt Nam luôn á, họ đã từng nói mình như thế. Nhưng mà khi mà dấy lên cái cục Windows 11 thì ai cũng kiểu, ủa,
Sao trước đây Microsoft kêu là chỉ Windows 10 là cuối cùng mà sao bây giờ lên Windows 11 nữa ta? Tại sao vậy? Đấy, và nó khiến cho người dùng á, họ có những cái chiều hứng bàn luận cũng như là phân tích rồi mổ xẻ. Có ông kêu là Microsoft chưa từng nói như vậy. Có ông thì kêu đây Microsoft đã từng nói đây, tôi đưa bằng chứng đây. Và rất là nhiều những cái post ở trên Reddit cũng như là trên Facebook chúng ta bàn luận về nhau. Đây là một cái hiệu ứng marketing truyền miệng. Hoặc là gần đây nữa đi, các bạn thấy là cái việc mà liên quan đến cái chuyện là update Windows 11 phải thông qua cái chứng chỉ TBM 2.0, các bạn thấy không? Đấy, thì đó cũng là một trong số những cái chủ đề, những cái topic mà chúng ta đang truyền miệng với nhau. Thì đây là một trong những động thái đầu tiên mà Microsoft đang làm để mà truyền bá Windows 11 của mình đi đến khắp mọi người. Và các bạn có biết không, hiện tại ha, bên phía Microsoft cũng như là Windows á, đang cho đi để nhận lại nhiều hơn. Và mình thấy là đây là một cái kim chỉ nam của rất là nhiều công ty trên thế giới ngay thời điểm này. Và đây là cái mà khiến cho user họ không bao giờ quay lưng với các bạn hết ha. Các bạn cho đi nhiều hơn để nhận lại cũng nhiều hơn. Đó, như thế nào? Chẳng hạn để các bạn thấy đi, lấy ví dụ gần nhất là Gamer ha, cửa hàng trực tuyến lớn nhất của Gamer ngay bây giờ trên toàn cầu mình nghĩ là Steam Store, đúng không? Và đối với Steam á, thì họ đang kinh doanh và bán ra một số những cái game mà do Microsoft làm công ty chủ quản. Những cái game nổi tiếng chẳng hạn như là Minecraft thì chắc là ai cũng biết rồi, và Flight Simulator. Và gần đây thì mình rất là mê cái con game Sea of Thieves đấy, và đó là những cái game mà Steam cũng như là Microsoft đang làm với nhau để cộng sinh, đúng không? Microsoft làm ra game, Steam sẽ là người phân phối cái game đi bán, và sau khi bán xong sẽ ăn là được cái tiền hoa hồng và cái tiền tác quyền ngay từ ban đầu. Đó là những cách mà Microsoft đang làm để mà cộng sinh với những cái nhà khác. Và nếu như các bạn nghĩ là ủa vậy trên thế giới này hoặc là tại Việt Nam thì có rất là ít người sử dụng những cái game hoặc là chơi những cái game Microsoft Store, thì thực ra không phải đâu các bạn. Microsoft họ không chỉ làm game, họ làm phần mềm, họ làm ra những cái app, những cái ứng dụng khác mà chúng ta đang vẫn sử dụng hàng ngày. Chẳng hạn như mình nói về cái Microsoft Teams đi. Microsoft Teams là một cái trình mà giúp cho các bạn có thể gọi, có thể họp, có thể giảng dạy online thông qua cái phần mềm, và nó hoàn toàn free các bạn ha, hoàn toàn free. Đương nhiên là những cái feature thêm, những cái feature Pro hoặc là Plus gì đó thì các bạn sẽ phải mua những cái gói của họ. Nhưng mà nếu như các bạn không mua, các bạn vẫn có thể sử dụng bình thường mà, đúng không? Và cái số lượng người dùng Teams hàng ngày nó lên tới 1.3 tỷ thiết bị đang chạy Windows 10, đúng không? Và chúng ta thấy đi, và hoạt động với hơn 300 triệu người trả tiền sử dụng dịch vụ Office 365 và 23 triệu game thủ trả tiền về dịch vụ Xbox Game Pass để thuê game và chơi game. Kinh dị chưa? Đây là một con số rất là lớn ha các bạn. Và ngoài ra nè, sau phiên giao dịch hồi 22 tháng 6 2021 vừa qua, Microsoft đã trở thành công ty thứ hai sau Apple cán mốc 2.000 tỷ USD. Ghê chưa? Đấy, giá trị vốn hóa thị trường. Và thêm một cái thông tin thêm có thể các bạn không biết, đó chính là khi mà Microsoft họ công bố là Windows 11 của họ mở free cho người dùng, thì cái giá trị cổ phiếu của họ nó đạt mốc đỉnh từ trước đến giờ luôn, lên tới mức là 305 USD trên một cổ phiếu vào đúng ngày 15 tháng 9 2021, là cao, rất là cao so với thời gian qua. Và nên là với cái Windows 11 cũng như là những cái giá trị cộng thêm hiện tại, mình nghĩ là Microsoft sẽ có thể vực dậy và tăng tốc nhanh hơn bao giờ hết với cái hệ điều hành này. Vậy thì qua tất cả những cái mình chia sẻ với các bạn về những cái lý do tại vì sao Windows 11 lại mở free và Microsoft được lợi gì, và rất là nhiều những cái thông tin nền liên quan tới kinh tế, thì các bạn có thể thấy là ngay thời điểm này đi, chúng ta nói về cái công ty đang đứng đầu của cái bảng khảo sát Alphabet đó chính là Apple, với 2.2 tỷ đô la Mỹ, thì Microsoft đang là cái ông đứng thứ hai với 2 tỷ đô la Mỹ vốn hóa trên toàn thị trường. Cho nên là nếu như các bạn đang suy nghĩ về cái vấn đề là ủa Microsoft mở Windows 11 free để làm chi, thì đây chắc chắn là một cái thông tin rất là cụ thể dành cho các bạn qua những cái vấn đề mình đã nêu trên. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và nếu như các bạn muốn mình làm thêm những video gì đó khác thì cùng nhau comment lại ngay phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.